Thưa quý vị, năm học mới đã bắt đầu, một mùa hè đầy vui tươi của thiếu nhi Đà Nẵng đã khép lại. Tuy nhiên, những trải nghiệm bổ ích trong dịp hè vừa qua sẽ là nguồn năng lượng tích cực để các em tự tin, hứng khởi bước vào năm học mới. Trở về trạng thái bình thường mới, mùa hè vừa qua, thiếu nhi Đà Nẵng đã được thỏa sức học hỏi, vui chơi, rèn luyện nhiều kỹ năng sống bổ ích. Với nhiều sự thay đổi trong nhận thức của phụ huynh sau đại dịch, các em được tạo nhiều điều kiện hơn để vui chơi, rèn luyện thể chất, phát huy năng khiếu, sở thích bản thân. Vào dịp hè, các phụ huynh hay cho học sinh đi học các môn toán, văn để mà chuẩn bị cho cái năm học tiếp theo. Nhưng mà xu hướng giờ có vẻ thay đổi. Người ta sẽ cho con đi học những cái môn về kỹ năng sống và những cái môn năng khiếu. Với phương châm hướng về trẻ em, vì trẻ em, mùa hè năm nay thành phố Đà Nẵng đã dành nhiều sự quan tâm cho thiếu nhi địa phương. Nhiều chương trình thiết thực hướng đến đa dạng các đối tượng trẻ em đã được tổ chức, như trao học bổng, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tổ chức các hoạt động kỳ nghỉ hè an toàn, ngày hội tuổi thơ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến luật trẻ em và các nghị định, chỉ thị về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, xây dựng nâng cấp các công trình phúc lợi cho trẻ em, cũng như chủ động thực hiện các giải pháp hoạt động phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em. Trong xóm, chúng con thường không có trò chơi. Từ khi có cái sân chơi này, chúng con rất là thích và thường xuyên ra đây chơi những trò chơi mới mẻ và thú vị. Cái lớp học này nó rất là bổ ích. Nó giúp cho con có thể có những suy nghĩ tốt hơn, những suy nghĩ tích cực hơn trong cuộc sống. Mùa hè năm nay lại càng có ý nghĩa khi các hoạt động thiện nguyện do chính thiếu nhi là chủ thể đã được lan tỏa, phát huy. Với chia sẻ yêu thương nâng bước đến trường, được Hội đồng đội thành phố phát động, đông đảo thanh thiếu nhi địa phương đã quyên tặng sách truyện, vở và dụng cụ học tập mới để gửi đến những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Những cái món quà được nhận trong chương trình chia sẻ yêu thương nâng bước đến trường, thành đoàn Hội đồng đội thành phố sẽ tổ chức những cái chuyến thăm cho các trung tâm mái ấm, cơ sở giáo dục cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, cũng như là trước thềm năm học mới thì thành đoàn Hội đồng thành phố sẽ phối hợp với các cơ quan tổ chức các ngành để tổ chức chương trình nhà sách yêu thương không đồng. Mùa hè này cũng trọn vẹn hơn và ý nghĩa hơn khi Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chương trình gặp mặt đại biểu trẻ em thành phố với chủ đề lắng nghe trẻ em nói. Chương trình đã tiếp nhận nhiều những tâm tư, tình cảm, những băn khoăn, kiến nghị của trẻ em về những vấn đề mà các em quan tâm. Thông qua chương trình, lãnh đạo thành phố cũng truyền tải cam kết và thông điệp gia đình, nhà trường, xã hội luôn đồng hành và trách nhiệm với trẻ em. Mùa hè đã khép lại, nhưng những trải nghiệm tích cực trong những ngày hè bổ ích mà các em có được sẽ tiếp thêm nguồn năng lượng để các em tự tin, hứng khởi bước vào một năm học mới.